Mới đây, trailer thứ hai của Hữu Phì đã chính thức được đoàn làm phim chia sẻ. Ngay lập tức, điều này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trailer này kéo dài gần 2 phút, nửa đầu của trailer là không khí vui vẻ hài hước theo kiểu oan gia ngõ hẹp. Chu Phì và Tạ Doãn liên tục trêu đùa hạnh huệ nhau mỗi khi gặp mặt, cả hai cũng dần có những pha đụng chạm nhẹ, thả thính trong quá trình đánh nhau và chạy trốn kẻ thù. Sau quãng thời gian dài bên nhau, họ cũng dần dần nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, giang hồ hiểm ác, trong đoạn cuối của trailer, Tạ Doãn đã bị đánh trọng thương đến mức hộc máu miệng. Chu Phì vận công trị thương cho chàng, nhưng nước mắt giàn giụa vì lo lắng và sợ hãi. Kết thúc của đoạn trailer không còn là hình ảnh của cả hai cùng sát cánh bên nhau, mà chỉ có một mình Chu Phì cô đơn buồn bã, đôi mắt ngấn lệ và thốt lên câu "đợi ta nhé". Điều này ngay lập tức khiến cho fan hâm mộ lo ngại về cái kết thảm thương của Hữu Phì. Đây giống như một lời dự báo trước về bi kịch tình yêu của Chu Phì và Tạ Doãn. Đến sau cùng, chỉ còn mình nàng đơn thân độc mã chiến đấu để trả thù cho người thương. Hữu Phì là một trong những bom tấn hoa ngữ đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía fan hâm mộ. Mặc dù chưa lên sóng, nhưng bộ phim luôn đứng đầu các bảng xếp hạng về chỉ số nhân khí cũng như mức độ yêu thích. Đây là dự án phim đánh dấu sự trở lại của bà mẹ một con Triệu Lệ Dĩnh. Đã 3 năm kể từ sau thành công của Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh mới tiếp tục đóng phim cổ trang. Có lẽ vì vậy mà bộ phim được các fan hâm mộ ngày đêm mong mỏi. Tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phì được đánh giá là khá giống với Sở Kiều trong Sở Kiều Truyện. Mới đây, đoàn làm phim đã chính thức công bố những poster siêu xịn sò của hai nhân vật chính và một đoạn trailer dài 1 phút. Điều này đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Cả hai nam nữ chính đều được đánh giá là có tạo hình trang phục đẹp mắt, sự kết hợp ăn ý hoàn hảo trong các cảnh quay, cùng với đó là kỹ xảo phim hoành tráng và cực kỳ công phu. Hữu Phì là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bryce thuộc thể loại cổ trang kiếm hiệp. Nội dung của phim lấy bối cảnh hậu triều Lam Kiến Nguyên thứ 17, non sông bị chia nam bắc cai trị, chiến tranh liên miên, các tuyệt đại cao thủ trong truyền thuyết lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại 48 trại lóng mình giữa thập vạn đại sơn. Cốt truyện chính xoay quanh cô con gái Chu Phì của đại đương gia 48 trại, rời nhà ra đi, từ đó trải qua bao gian lan nguy hiểm, cuối cùng trở thành danh đao một thời. Trong phim, nhân vật Chu Phì do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai là một nữ anh hùng mạnh mẽ, cường đại trong giang hồ. Trong khi đó, Vương Nhất Bác và vai Tạ Duẫn, thiếu niên anh tuấn hào hiệp, chàng đã nhiều lần cứu mạng và kề vai chiến đấu cùng Chu Phì. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.